tại triển lãm ô tô Quảng Châu 2022 diễn ra vào tháng 12 năm ngoái, BAIC Motor đã chính thức vén màn mẫu xe SUV cỡ C Beijing X7 bản nâng cấp, giữa vòng đời, đã nhanh chóng nhận được cơn mưa lời khen vì sự thay đổi rất táo bạo, gần như lột xác so với bản trước. Với ngoại hình sang, xịn, mịn, cùng nội thất bổ sung khá đồ chơi, không ít người tin rằng Beijing X7 sẽ là cơn bão mới trong bảng xếp hạng doanh số xe tại Trung Quốc. Và tất nhiên, BAIC Motor không chỉ tạo ra cuộc chơi ở quê nhà, mà còn đánh sang các thị trường trọng điểm khác của mình trong khối ASEAN, một trong số đó là Lào. Hiện phiên bản nâng cấp giữa vòng đời của mẫu xe Beijing X7 2023 đã có mặt tại showroom chính hãng của BAIC, tại Lào. Vì thế, đã làm nhiều khách hàng trong nước nôn nóng, chờ ngày chiếc xe SUV cỡ C này sẽ ra mắt và được bán chính hãng tại Việt Nam. Beijing X7 bản nâng cấp giữa vòng đời có ngoại hình khác biệt so với các mẫu xe đang bán. Trong nước, chiếc SUV mới này áp dụng thiết kế lưới tản nhiệt không viền cùng màu với thân xe. Chưa hết, cách sắp xếp các tấm lưới tản nhiệt ma trận bên trong mang tính 3 chiều hơn. Tiếp theo là việc xe có đèn pha mới, vuốt mỏng hơn và nối với nhau bằng dải đèn LED ban ngày. Bên sườn, Beijing X7 2023 có bộ la răng đa chấu kép, đằng sau xe có cụm đèn hậu LED trong suốt, với dòng chữ Beijing đặt chính giữa. Cuối cùng là khoách tán gió mới và có ống xả kép. Beijing X7 2023 có kích thước bao gồm chiều dài, rộng và cao của lần lượt là 4.755mm, 1.892mm, 1.715mm, chiều dài cơ sở 2.800mm. Về nội thất, Beijing X7 2023 vẫn áp dụng thiết kế màn hình kép như bản đang bán tại Việt Nam, điểm khác là vô lăng, bảng điều khiển trung tâm và cụm điều khiển bao quanh cần số thiết kế mới. Đáng tiếc, trái tim của Beijing X7 2023 không có gì thay đổi, xe vẫn sử dụng động cơ xăng 4 xi lanh, tăng áp, dung tích 1.5 lít, sản sinh công suất tối đa 188 mã lực và mô men xoắn cực đại 275 Nm cùng hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp.